Lầu Năm Góc hôm 7 tháng 5 cho biết một binh sĩ Mỹ đã bị bắt giữ ở Nga khi đến đó trong thời gian nghỉ phép, bất chấp lệnh cấm của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Lầu Năm Góc nói rằng người này đã đến Nga qua đường Trung Quốc mà không có giấy phép quân sự. Các quan chức Nga cho biết, người lính mà quân đội Mỹ xác định là trung sĩ Gordon Black đã bị bắt vì tội trộm cắp. Gần đây nhất, trung sĩ Black đã được điều chuyển đến căn cứ Humphrey ở Hàn Quốc và chuẩn bị quay trở lại bang Texas ở Mỹ. Thay vì trở về Mỹ, trung sĩ Black đã bay từ Hàn Quốc qua Trung Quốc, rồi đến Vladivostok của Nga vì lý do cá nhân. Hiện tại, anh Black đang bị giam giữ chờ xét xử. Theo tôi hiểu thì anh ấy sẽ ở đó cho đến phiên xét xử tiếp theo, và tôi không chắc chắn về ngày tháng. Quân đội đã mở một cuộc điều tra hành chính để xác định diễn biến và hoàn cảnh xung quanh chuyến đi của trung sĩ Black. Quân đội cho biết Bộ Nội vụ Nga ngày 3 tháng 5 đã thông báo cho Mỹ rằng ông Black đã bị bắt một ngày trước đó vì tội trộm cắp tài sản cá nhân. Theo Bộ Nội vụ Nga, một phụ nữ 32 tuổi đã nộp đơn tố cáo nghi phạm 34 tuổi. Cả hai gặp nhau ở Hàn Quốc và ông Black đã đến Nga để thăm cô. Sau đó, hai người xảy ra cãi vã và cô đã báo cảnh sát rằng anh ta ăn cắp tiền. Ông Black bị bắt tại một khách sạn địa phương khi đang mua vé máy bay để về nước. Bộ Ngoại giao Nga cho biết vụ việc không có yếu tố chính trị và không có cáo buộc gián điệp. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.